Chào mừng các con đã quay trở lại với khóa học tiếng Việt lớp 4, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống trên trang web olm.vn. Các con thân mến, cô trò chúng ta đang khám phá chủ điểm quê hương trong tôi. Đến với tiết học này, ta sẽ khám phá một bài đọc mới. Đó là bài đọc gì? Hãy tìm hiểu điều đó qua hoạt động đầu tiên, đó là hoạt động khởi động. Chúng ta hãy tìm lời giải cho câu đố dưới đây. Bến sông bờ suối là nhà, gọi con gọi chiếc vẫn là một thôi. Nối hai bờ đỡ xa xôi, ngày đêm đưa khách đón người qua sông. Đây là gì? Rất chính xác, đáp án của chúng ta là con thuyền. Đáp án câu đố chúng ta vừa tìm được nói về phương tiện giao thông. Có phương tiện giao thông trên cạn, có phương tiện giao thông dưới nước. Với phương tiện giao thông dưới nước, hình ảnh quen thuộc nhất thường thấy trên mỗi dòng sông quê hương chính là những con thuyền cân mẫn đồng hành cùng con người trải qua bao mưa nắng. Để con thuyền có thể di chuyển ở trên mặt nước, cánh buồm đóng vai trò vô cùng quan trọng. Chúng ta sẽ đến với văn bản Những cánh buồm để cùng nghe những điều nhà văn viết về cánh buồm trên dòng sông quê hương và hiểu được tình cảm của nhà văn dành cho quê hương mình. Đầu tiên, các con hãy chú ý lắng nghe cô hướng dẫn đọc. Thứ nhất, cần đọc đúng các từ ngữ chứa tiếng dễ phát âm sai như là mưa tuôn như trút, cần cù nhẫn nại. Cần ngắt giọng ở những câu dài, chẳng hạn đến nay con người đã có những con tàu to lớn vượt biển khơi, nhưng những cánh buồm vẫn sống mãi cùng sông nước và con người. Cần chú ý đọc nhấn giọng vào những từ ngữ thể hiện cảm xúc. Trên màn hình lúc này chính là bài đọc Những cánh buồm theo Băng Sơn. Các con lắng nghe cô đọc mẫu nhé. Phía sau làng tôi có một con sông lớn chảy qua, bốn mùa sông đầy nước. Tôi yêu con sông vì nhiều lẽ. Trong đó có một hình ảnh tôi cho là đẹp nhất, đó là những cánh buồm. Ngày lại ngày, cánh buồm đi như dong chơi, nhưng thực ra nó đang đẩy thuyền đi. Những buổi nắng đẹp, trời trong, những cánh buồm xuôi ngược giữa dòng sông phẳng lặng. Có cánh màu nâu như màu áo của mẹ tôi, có cánh màu trắng như màu áo của chị tôi, có cánh màu xám bạc như màu áo bố tôi đã suốt ngày lam lũ trên cánh đồng. Gặp khi dông bão, dòng sông cuồn cuộn nổi sóng, những con thuyền phải ghé vào bến, buồm được hạ xuống. Những cánh buồm cuộn tròn nằm trên môi thuyền, không hiểu lúc ấy cánh buồm suy nghĩ gì trong khi gió ra sức gào thét và mưa tuôn như trút. Những ngày lộng gió, từ bờ tre làng, tôi nhìn thấy những cánh buồm căng phồng như ngực người khổng lồ đẩy thuyền đi đến chốn, về đến nơi, mọi ngả mọi miền, cần cù nhẫn nại suốt năm suốt tháng, bất kể ngày đêm. Những cánh buồm chung thủy cùng con người vượt qua bao nhiêu sóng nước, thời gian. Đến nay, con người đã có những con tàu to lớn vượt biển khơi, nhưng những cánh buồm vẫn sống mãi cùng sông nước và con người. Và đây là câu hỏi dành cho chúng ta. Câu hỏi đầu tiên, hình ảnh nào được tác giả cho là đẹp nhất khi nghĩ về làng quê của mình? Rất chính xác, đó chính là hình ảnh những cánh buồm. Không khó để chúng ta trả lời câu hỏi này, đúng không nào? Câu hỏi số 2 dành cho các con. Cánh buồm được miêu tả thế nào vào mỗi thời điểm dưới đây? Buổi nắng đẹp, khi giông bão và vào ngày lộng gió. Trước tiên hãy cho cô biết cánh buồm đã được miêu tả như thế nào vào buổi nắng đẹp. Rất tốt, những cánh buồm xuôi ngược giữa dòng sông phẳng lặng. Có cánh màu nâu như màu áo của mẹ tôi. Có cánh màu trắng như màu áo của chị tôi. Có cánh màu xám bạc như màu áo bố tôi đã suốt ngày lam lũ trên cánh đồng. Tiếp theo, vậy khi giông bão, những cánh buồm đã được miêu tả ra sao? Khi đó, những con thuyền phải ghé vào bến và buồm thì được hạ xuống. Những cánh buồm cuộn tròn nằm trên mui thuyền. Và cuối cùng, ta đến với cánh buồm vào ngày lộng gió. Cánh buồm ở thời điểm này đã được miêu tả như thế nào nhỉ? Câu hỏi số 3. Vậy con thích cách tả cánh buồm vào thời điểm nào? Vì sao? Như chúng mình đã được tìm hiểu thì có 3 thời điểm. Đó là buổi nắng đẹp, khi giông bão và ngày lộng gió. Câu hỏi này sẽ tùy thuộc vào suy nghĩ của các con. Khi chọn cách tả cánh buồm vào thời điểm mình thích nhất thì chúng mình phải có sự lý giải lý do phù hợp. Các con có thể tham khảo ý sau đây của cô. Em thích nhất cách tả cánh buồm vào ngày lộng gió vì cách miêu tả đó rất sinh động, thể hiện được sự gắn bó giữa thuyền với con người. Vậy còn câu trả lời của các con là gì? Hãy chia sẻ với các thầy cô và các bạn học sinh trong lớp. Câu hỏi số 4. Ý nào dưới đây nêu đúng nội dung chính của bài đọc? A. Vẻ đẹp của những dòng sông quê hương. B. Vẻ đẹp của những cánh buồm trên dòng sông quê hương. C. Vẻ đẹp của những con tàu vượt biển khơi. Và D. Vẻ đẹp của những người lao động cần cù, chăm chỉ. Con hãy chọn đáp án cho câu hỏi 4 này. Đáp án của chúng ta chính là B. Vẻ đẹp của những cánh buồm trên dòng sông quê hương. Rất dễ dàng để có thể hoàn thành được bài tập này. Bài đọc này đã tập trung miêu tả vẻ đẹp của những cánh buồm trên dòng sông quê hương. Rất dễ dàng để có thể trả lời được câu hỏi này. Chúng mình đến với nhiệm vụ tiếp theo, nói 2 đến 3 câu về cảnh vật ở một nơi mà em yêu thích. Đó có thể là cảnh vật ở quê hương của chúng mình, cũng có thể là cảnh vật ở một nơi mà chúng mình từng đi qua, từng đến thăm. Hoặc đó là một nơi mà chúng ta chưa từng đặt chân đến mà mới chỉ biết qua sách báo, internet. Cô có ví dụ sau đây. Em sinh ra và lớn lên tại thành phố Huế. Huế rất đẹp và nên thơ với dòng sông Hương trữ tình, chùa Thiên Mụ cổ kính, núi Ngự Bình xinh đẹp. Trong 2 câu này, cô đã nói về cảnh vật ở thành phố Huế. Các con hãy mạnh dạn chia sẻ góc nhìn, những suy nghĩ của bản thân về cảnh vật ở một nơi mà chúng ta yêu thích. Từ những tìm hiểu vừa rồi, chúng ta rút ra được nội dung chính của bài đọc. Bài văn nói về hình ảnh của những cánh buồm ở làng quê. Qua đó, ta thấy được tình yêu, sự gắn bó với làng quê của tác giả, cảm nhận được sự trân trọng của tác giả đối với vẻ đẹp bình dị của quê hương, đất nước. Các con ạ, ngay xung quanh chúng ta có vô vàn những cảnh vật rất đẹp. Hãy ngắm nhìn chúng, cảm nhận chúng để thêm yêu quê hương, thêm yêu đất nước. Bài đọc vừa rồi đã kết thúc tại đây. Cô cảm ơn các con vì đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại chúng mình trong những tiết học sau trên olm.vn.